Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DDReview và lại là mình, Monster đây. Trong thời buổi hiện giờ thì có thể nói là nhu cầu giải trí ở người tiêu dùng khá là cao. Khi mua máy chúng ta rất quan tâm về mặt giải trí. Trong đó thì sẽ có gồm là chẳng hạn như chơi game nè, mặt xem phim nè, nghe nhạc nè và thêm một số cái thao tác giải trí khác nữa vân vân và vân vân. Tuy nhiên thì đối với một số chiếc máy có mức giá rẻ thì sẽ không thể nào đáp ứng tốt cho chúng ta, và trong đó thì đặc biệt nhất là về phần chơi game. Bởi vì đối với giá rẻ thì sẽ không được trang bị một cấu hình đỉnh cao mà là chúng ta những trải nghiệm mượt mà và tốt nhất về game. Nhưng trong video ngày hôm nay thì mình sẽ điểm qua cho các bạn một số những chiếc máy sẽ có mức giá tầm khoảng từ 5 triệu đổ xuống, mang lại chúng ta khả năng giải trí cao, đặc biệt nhất là về mặt chơi game. Và không nói nhiều nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video để xem những chiếc máy đó là máy gì nha. Nói về game thì đương nhiên vấn đề này nó sẽ liên quan tới phần cứng ở trên máy, thì thường là do chip xử lý. Và đối với những chiếc máy mà có tầm phân khúc giá từ 5 triệu với 5 triệu cho xuống thì mình đã tham khảo rất kỹ và mình đã chọn được một sản phẩm mà thích hợp nhất dành cho mọi người. Đó chính là chiếc Mi 8 SE mà mình đang có trên tay ở đây. Với sản phẩm Mi 8 SE thì đây là một chiếc máy mình ưu tiên hàng đầu và mình nghĩ là các bạn nên lựa chọn sản phẩm này nhiều hơn. Tuy nhiên thì có một vấn đề là chúng ta sẽ còn tùy vào sở thích của mỗi người nữa. Nên vấn đề này thì mọi người có thể tùy ý tham khảo nhé. Hiện tại thì đối với sản phẩm Mi 8 SE của chúng ta đang có mức giá dao động từ 4.8 triệu cho tới tận 5.5 triệu. Trong đó thì mình có tham khảo được và thấy phiên bản 6GB 64GB hoàn toàn rất xứng đáng chúng ta lựa chọn, với mức giá chỉ là 4.990.000, tức là gần 5 triệu, nhích một tí xíu thôi đã là 5 triệu rồi. Đây sẽ là một sản phẩm khá hoàn hảo khi nếu chúng ta nói về mặt giải trí ở trên máy. Máy sẽ có thiết kế kim loại và kính và được gia công kỹ càng nên về cảm giác cầm nắm thì sẽ rất là thích và rất là sang trọng về mặt thẩm mỹ. Điểm nhấn lớn đó là điểm tiếp giáp giữa phần màn hình và cũng như là khuôn máy thì hoàn toàn không bị dày như các sản phẩm khác. Thay vào đó thì nó sẽ được làm công một cách mượt mà và hoàn hảo, giúp cho chúng ta có một cái cảm giác vuốt chạm cực thích. Ở phần màn hình máy sẽ có kích thước là 5.88 inch, độ phân giải sẽ là Full HD Plus. Với khả năng hiển thị này thì có thể nói là rất đủ cho chúng ta những trải nghiệm rộng lớn để có thể chơi game hoàn toàn thoải mái ở trên máy. Ở Mi 8 SE, máy sẽ được trang bị con chip là Qualcomm Snapdragon 710 và với dung lượng mà mình đưa ra cho các bạn là 6GB và 64GB. Nên nếu nói về chơi game thì máy chúng ta khi chơi các tựa game nặng thì sẽ khá là thoải mái. Chẳng hạn như trong PUBG, khi mà mình chơi thì sẽ chơi được ở mức độ họa cao nhất là HD và tốc độ khung hình là cao. Đây là mức độ họa chơi rất là ok và trong quá trình chơi thì mình cảm thấy máy nó ít bị rớt khung hình. Tuy nhiên để có trải nghiệm tốt nhất và cũng như mượt mà nhất thì mọi người nên để ở độ phân giải mượt. Và còn liên quân thì máy hoàn toàn chơi thoải mái và chiến game pha pha. Với con chip này thì nó sẽ còn có khả năng tiết kiệm pin, nên mặc dù là viên pin của chúng ta khá là hẻo chỉ với mức dung lượng pin là 3120mAh, nhưng máy hoàn toàn mang lại chúng ta một thời gian sử dụng khá là hợp lý trong một ngày dài. Đứng ở vị trí thứ hai thì sẽ là một em máy cực hot và được nhiều người chú ý, và đó là sản phẩm Redmi Note 7. Sản phẩm này thì tại cửa hàng di động thông minh, cả máy nhập lẫn máy chính hãng thì đều đang có mức giá khá là tốt, chỉ dưới 5 triệu và dưới 4 triệu. Tuy nhiên thì về mặt này mình khuyên các bạn chúng ta nên sở hữu máy chính hãng nhiều hơn, vì máy chính hãng sẽ được bảo hành tốt hơn và nó sẽ không cần phải cài ROM hay bất kỳ thứ gì khác. Ở máy sẽ được trang bị màn hình thiết kế kiểu giọt nước, kích thước là 6.3 inch, độ phân giải là Full HD Plus. Note 7 thì sẽ có kiểu thiết kế bo cong khá là mềm mại ở bốn góc nhiều hơn là so với lại Mi 8 SE của chúng ta, nên vì thế là cầm sẽ trông khá là thoải mái. Đối với Mi 8 SE thì phần tai thỏ trông nó có chút hơi thô. Tuy nhiên, điểm tiếp giáp ở phần màn hình và thân máy thì của Redmi Note 7 hơi dày, tạo chúng ta một cảm giác khá là cứng tay khi mà vuốt. Về mặt cấu hình thì máy sẽ được chạy trên chip Qualcomm Snapdragon 660, RAM và ROM thì mọi người có thể tùy chọn vô cùng thoải mái, bởi vì mức giá của nó hoàn toàn dưới 5 triệu nên vì thế anh em có thể tùy chọn. Về mặt chiến game thì máy chúng ta sẽ chiến game PUBG khá là tốt. Tuy nhiên đồ họa thì cũng sẽ chỉ ở mức cao nhất là HD và tốc độ khung hình là cao. Nhưng qua một thời gian trải nghiệm thì điểm mình thích nhất đó là máy nó khá mát khi mà chúng ta chơi. Hiện tượng nóng ở máy xảy ra khá là ít, nên là máy chúng ta sẽ cực kỳ ít bị rớt khung hình hoặc là đứng máy. Thay vào đó thì khi chơi game chúng ta sẽ cực kỳ mượt mà. Nếu như mà bạn nào thấy pin của Mi 8 thì nó hơi hẻo, không được đủ cho chúng ta để mà dùng trong một ngày, thì có vẻ như Redmi Note 7 sẽ khiến các bạn khá là ưng ý khi máy được trang bị viên pin lên đến tận 4000mAh và nó sẽ còn có hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 4.0.
Ở vị trí thứ 3 sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Asus, đó là chiếc Asus Zenfone Max Pro. Ở trên máy sẽ được trang bị con chip Qualcomm Snapdragon 660 với dung lượng RAM là 3GB và ROM là 32GB. Đây sẽ là một sản phẩm có mức dung lượng pin lớn nhất trong những sản phẩm mà mình liệt kê ra cho các bạn. Máy sẽ được trang bị viên pin là 5000mAh. Với mức dung lượng pin này thì chúng ta sẽ tha hồ chuyển game cũng như là sử dụng các tính năng giải trí khác ở trên máy. Mặc dù là với cái sản phẩm này thì nó có cùng con chip với lại Redmi Note 7 và đặc biệt là nó có mức dung lượng pin cao hơn cả hai sản phẩm kia, nhưng mình lại xếp hàng sản phẩm này nằm ở cuối cùng. Đó là bởi vì nếu như xét về mặt thẩm mỹ thì Redmi Note 7 của chúng ta hoàn toàn đẹp và xứng đáng chúng ta lựa chọn nhiều hơn. Và ở Redmi Note 7 thì sẽ có chất liệu thiết kế cao cấp hơn là so với Asus M2. Phần viền trên và phần viền dưới của Asus M2 thì trông sẽ còn khá là dày, tạo chúng ta cảm giác không được đẹp lắm. Khi mà ở Note 7 thì trông rất là mỏng và trông cực kỳ đẹp. Nhưng ít ra, bù lại phần chiến game ở trên máy đã làm mình khá là hài lòng, khi mà chiến game rất là mượt mà. Tốc độ tải thì khá là nhanh và nhiệt độ của máy thì cũng khá là mát mẻ khi mình chiến game tầm khoảng 4-5 trận. Với Asus M2 thì hiện tại đang có mức giá dao động gần 5 triệu ở tại cửa hàng di động thông minh. Trong video này thì mình đã tham khảo rất kỹ và cũng như là đã so sánh rất là nhiều máy với nhau. Và phải nói là với mức giá tầm khoảng 5 triệu hoặc là ít hơn 5 triệu một tí xíu thì ba sản phẩm mà mình vừa liệt kê ở trên là ba sản phẩm đáng cho chúng ta lựa chọn nhất. Thực ra thì chắc chắn là sẽ có một số bạn nói rằng tại sao lại không để những con Samsung dạo gần đây vào, bởi vì nó cũng có mức giá khá là rẻ, chỉ tầm khoảng dưới 5 triệu thôi. Chẳng hạn như A30 nè, rồi M20 hoặc là một số dòng M hoặc một số dòng A nữa. Tuy nhiên có một vấn đề như thế này, nếu như nói về chơi game thì chắc chắn 100% sẽ xét về hiệu năng và cũng như con chip được chạy trên máy. Và đối với một số dòng mà Samsung vừa mới được ra mắt thì đa số tất cả những chiếc máy đó đều chạy trên chip Exynos. Và như mọi người biết rồi, nếu như nói về game thì không có chip nào ngon và cũng như qua được chip Snapdragon. Nên là vì thế là nếu như bạn nào mà nói với mình tại sao không cho Samsung vào thì chắc chắn mình sẽ từ chối ngay từ đầu, bởi vì những con máy đó hoàn toàn chạy chip Exynos. Thì GPU Mali ở trên Samsung hoàn toàn sẽ không mang lại chúng ta một cái đồ họa tốt như là Areno ở trên những con chip Qualcomm Snapdragon. Và đó là lý do tại sao mình không cho một chiếc máy Samsung nào vào đây cả. Và thà là mình cho số lượng của Xiaomi nhiều hơn một tí xíu, chứ không muốn cho Samsung vào trong cái danh sách này của chúng ta, bởi vì hoàn toàn Samsung chiến game không được ngon và khá là chán. Samsung không phải là chiến game dở, nhưng mình đang nói ở đây là với mức giá 5 triệu thì đâu sẽ là chiếc máy chiến game tốt nhất và cũng như mà làm chúng ta khả năng chơi game tốt nhất. Thì đây là ba chiếc máy được mình xếp hạng và cũng như là sẽ giới thiệu với các bạn. Và các bạn nghĩ như thế nào về những sản phẩm mà mình vừa liệt kê ra cho các bạn ở trên? Mi 8 SE, Redmi Note 7 hay là Asus M2? Đâu sẽ là sản phẩm đúng ý các bạn nhất? Và nếu như là bạn thì bạn sẽ chọn sản phẩm nào? Hãy bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng nhau bàn tán nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kỳ này của Đi Review. Đừng quên like nếu thấy video này bổ ích và đăng ký kênh Đi Review để nhận thêm những video mới nhất từ bên mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.